thỉnh thoảng làm được, và đặc biệt là trong khoảng thời gian tại LCS Bắc Mỹ vừa rồi thì nhiều khi không còn cơ hội để cải thiện nữa. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của TSM và ANG, một trong hai đội tại chung kết thế giới 2016 này, và không có gì bất ngờ cả, W khóa vào Lucian, còn Bexen sẽ đánh Ryze. Vĩ tướng đang tìm thấy sự trở lại của mình tại chung kết thế giới. Và pho đó, khi mà một số người chơi đã tìm được thói quen rằng dùng chiêu cuối như thế nào trong tình huống truy đuổi và cách mà họ sử dụng chiêu thức thì đã gần như là quen thuộc rồi, thì cái điểm mạnh chính là khả năng dọn lính tốt thì hiện tại từ Ryze, khi mà bạn dùng chiêu thức chính xác, khả năng dọn lính thêm cái là kéo máu tốt đối phương và không gặp quá nhiều trở ngại trong việc phải tích tụ năng lượng như thế nào cả. Còn với TSM và thêm cả là ANG, cơ hội cuối cùng dành cho mỗi đội và trận đấu cuối cùng bảng D, và một ngày chúng ta sẽ không có bất kỳ một break nào cả, nhưng phải nói rằng một trận đấu cuối cùng của bạn, và tôi có được nói là không phải kịch bản hay không, khi mà cả 3 ngày 3 trận đấu cuối cùng đều là trận đấu tranh chiếc vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Để thật ra gọi là tie break cũng được, đây là trận đấu quyết định, trận đấu xem liệu hạt giống số 1 Bắc Mỹ, đội chủ nhà Team Solomid, sẽ phải chia tay giải đấu hay là ứng cử viên nặng ký đến từ LPL Royal Navigators sẽ phải rời khỏi giải đấu ngay sau vòng bảng. Bán tử thần rõ ràng xứng đáng với tên gọi của nó. Bất kỳ ai trong hai đội này rời khỏi giải đấu đều là một sự đáng tiếc cực kỳ lớn. Nhưng sự thật là sự thật, Samsung đã lấy một vé, chỉ còn một vé mà thôi, là cuộc tranh chấp giữa Team Solomid và ANG. Trận đấu chính thức bắt đầu. BSN khu vực đường giữa với Ryze thì một số người chơi thông thường bạn sử dụng ra tốc hành cộng với tốc biến, nhưng anh ta chọn ra thanh tẩy rất dễ hiểu mà thôi, khi đi rừng của đối phương sẽ là Elise thêm cả là Siohu. Và thậm chí khi Mata, rất nhiều những vị tướng của ANG có khả năng giữ chân lại làm choáng thành công, thì đấy là sự lựa chọn đã giúp cho bạn đảm bảo sự an toàn tối đa trong tình huống của đối phương đi ra khu vực đường giữa và có thanh tẩy. Thật ra nếu BSN sử dụng chính xác, hoàn toàn có thể đợi thời điểm khi mà kén nhện cộng với cú làm chuyển Siohu và dùng thanh tẩy thoát đi ngay lập tức nếu có tình huống tấn công đến từ MLG khu vực giữa. Chắc chắn là như vậy, thanh tẩy là để nhằm vào việc đối phó với lại giai đoạn đầu trận đấu, khi mà Elise với cái cú kén nhện thời gian làm choáng, và đặc biệt Elise với lại Orion sau thì tôi nghĩ rằng cái khả năng kết hợp là khá là tốt, với việc là cả hai đều có làm choáng cả, vào một cú làm choáng đầu tiên trúng thì bạn chắc chắn sẽ phải nằm xuống với thời gian khống chế cực kỳ lâu đến từ kỹ năng làm choáng của hai vị tướng này. Thanh tẩy là điều hoàn toàn dễ hiểu, thanh tẩy là dùng cho Elise, một điều mà chúng ta rút ra được rất nhiều từ kể chung kết thế giới 2016 này. Khá là một số tình huống khi mà đường giữa của đối phương có CC, rồi Elise có mặt nhưng mà không cầm thanh tẩy, tỷ lệ của bạn là 99% là sẽ gãy sớm khi mà đối phương ra găng những lần đầu tiên. Bây giờ thì xem đi đường như thế nào. Siohu làm đúng tất cả những gì mà chúng ta yêu cầu ở Orion Son ở giải đấu này ở cấp 1, đó là đẩy thật nhanh và tìm kiếm cơ hội để có thể di chuyển. Nhưng tôi nghĩ rằng bài đó thì đã dùng 2 lần thì chắc là khó để có thể thành công một lần nữa. Và đây là lý do tại sao mà Uzimata chọn Ezreal và Nami khu vực dưới, khả năng hồi phục, khả năng tấn công tốt và tầm tấn công xa từ những cấp độ đầu tiên. Việc mà W thật ra anh ta không thể nào dùng thức tấn công vào Mata được cả, vì khi bạn dùng thức tấn công vào Nami, mỗi lần Nami bật W lên thì vừa có hồi phục, vừa gây sát thương và thậm chí một lần nữa trả ngược sát thương về, thì có khả năng giúp cho anh ta hộp lượng máu khá nhiều. Và cấp độ 2 trước ở khu vực đường dưới, thậm chí là Uzi cộng với lại Mata muốn giữ lính ở trước mặt trụ của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn để mất lính phòng đã đến từ W và thêm Calabar Frost, rất khó khăn cho Lucian và Rome đến từ TSM. Nhưng cơ hội để họ tấn công là có. Wow, cú thuyết ngục, W lại không lùi về đây nè. Nó pha mà tôi nghĩ là anh ta đang dẫn lên, đang lính thì anh ta cũng không thể nào mà kịp sau một tình huống bắn mà lui về ngay được. Việc lên cấp 2 trước đang giúp cho bên phía của ANG lợi thế hơn rất nhiều, và ngay lập tức đã có cái màn di chuyển của MLG. Khi mà đường của bạn có lợi thế sớm và bạn biết được đối phương đang ở đâu thì bạn sẽ phải vào gây sức ép. Đây là một tình huống mà giữa và dưới của ANG đều đang đẩy lên cao, khoảng trống được tạo ra rất nhiều. Thì việc mà MLG có mặt ở trong bùa xanh của Svengren là điều cực kỳ dễ hiểu. Chưa kể tới việc ở trong thời điểm này, Svengren gặp quá nhiều khó khăn, kén nhện dính, thủy ngục không trúng. Và Svengren chỉ còn 300 máu nhưng đồng đội của anh ta đã vào tới. Với sự hỗ trợ của W và Biofrost, Svengren thoát đi được. MLG rất bình tĩnh khi mà anh ta có đánh đu thoát trong tình huống tấn công từ Svengren và không dính bùa đỏ luôn. Nên anh ta không bị giữ chân lại quá lâu. Và đó là cái khoảng trống dành cho MLG để tấn công bùa xanh rất dễ dàng mà thôi. Thật ra nếu như thông thường, tôi nghĩ rằng cách đây 2 năm mà ta thi đấu, thật ra không cần phải để
đi cùng với Uzi khu vực dưới tấn công vào đối phương làm gì cả khi đối phương đã vào trụ rồi. Di chuyển vào đối phương sớm hơn khoảng thời gian ngắn nữa để có được khoảng trống và cắm được con mắt sớm hơn. Thì thậm chí là MLG có thể đứng đợi cắm trại xem Spankeren tấn công như thế nào và vừa cướp mùa xanh vừa ghi sức ép vào rừng của đối phương để lưu thành công được Spankeren về. Bây giờ đúng là cướp được hai bạn quái rừng. Nhưng Spankeren ít nhất là anh ta không mất được con bùa đỏ, vẫn giữ tốc biến của mình để an toàn. Một điều mà chúng ta thấy rằng nãy giờ Rek'Sai đang bị khai thác đó là hướng đi rừng của Rek'Sai đều đang khá là dễ đoán. Bởi vì ý định của rất nhiều người chơi Rek'Sai đó là chấp nhận sẽ nhường con bùa xanh đầu tiên dành cho đường giữa của mình, là một đường giữa sẽ cần nhiều năng lượng và có một giai đoạn đầu trận không thực sự mạnh lắm để có thể tăng tiến sức mạnh tốt. Chúng ta xem khu vực đường dưới pha giao tranh khá là dữ dội giữa Mata Uzi và Double Bioforce. Người giành chiến thắng là bên phía của Angie. Cái lợi thế của họ thời điểm hiện tại sẽ là khả năng hồi phục. Thì MLG có mặt ở đường dưới. Như vậy để cho MLG có thể và cả sao hu nữa. Pha này tôi nghĩ rằng tia xem biết rồi thì chạy thôi. Thật ra họ nhận ra vấn đề khi đối phương đã đẩy vào quá sâu như vậy, cắm mắt ra phía sau nhưng chưa phát hiện thành công. Những khu vực đường giữa đã không còn người nữa. Ở nửa trên bản đồ hiện tại, Spankeren đang đi vào rừng của đối phương. Và khi mà đã không thấy bất kỳ người nào bên rừng thì rất dễ hiểu cho việc rằng xuống khu vực đường dưới cắm trại và thậm chí lấp bờ lui về để muốn tình huống có mặt khu vực đường dưới này dịch chuyển đến từ cả 5 người. Nên TSM họ biết được vấn đề này và việc đến Double Leap và Barfrost chấp nhận mất lính nhưng không có được chiến đấu cho đối phương đó là một điều tốt. Và hãy nhìn, mặc dù khu vực đường dưới thua nhưng sau 6 phút TSM vẫn đang hơn về tiền. Đó là khu vực đường trên, Hauser đang làm khá tốt và khu vực đường dưới thì phía Sen vẫn hơn lính so với lại CEO. Nhưng để xem có bù đắp được cho bên phía của TSM hay không, tôi nghĩ rằng cũng ổn. Trong một tình huống mà thật ra không bao giờ mà bạn có thể dành toàn bộ tài nguyên cho một vị trí khi mà bạn có quá nhiều carry ở trong đội hình. Đội hình này của bên phía TSM là một đội hình mà tôi nghĩ rằng rất tham vọng. Họ có, đấy là đội hình mà triple threat, tức là có 3 mối đe dọa đến từ đội hình của Team Soulmate. Và thực ra để trở thành mối đe dọa thật sự, cả Hauser, cả Bexen và cả Double Leap đều cần khá là nhiều nguồn tài nguyên. Đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Thôi thì xác định bây giờ Double Leap đã thua đường ngay từ đầu rồi thì nguồn tài nguyên ở giai đoạn sau sẽ không cần dồn cho anh ta, mà sẽ là Hauser để có thể bù đắp được lượng sát thương vật lý mà Double Leap sẽ thiếu ở trong giai đoạn sau. Nhưng thật ra tôi nghĩ rằng hiện tại Double Leap anh ta cũng hoàn toàn không sợ, vì đó là Ezreal khi về nhà một trận bị đầu tiên giọt nước mắt nửa thần không giúp cho ta gia tăng sức mạnh, và thậm chí mặc dù có hơn lượng tiền nhưng xuống đi đường, vấn đề quan trọng nhất chính là trang bị. Và trang bị của Uzi đó chính là giọt nước mắt nữ thần kết hợp với đó là kiếm dài. Còn tương tự Double Leap đó là kiếm dài thêm cả lưỡi hái, thì anh ta thậm chí có khả năng lợi thế trong việc tấn công tay đôi chứ chẳng thua một tí nào cả. MLG bị phát hiện khu vực đường giữa và có cơ hội phản công dành cho TSM. Ta xem tình huống vừa diễn ra. Tôi nghĩ rằng ở trong thời điểm này Rai không nên đánh, bởi vì Rai ở thời điểm mà mới mua nước mắt nữ thần thì chẳng có cái gì để đánh. Wow, cả bị khép góc cả hai. Đó là một cú thủy ngục trúng ở Bioforce. Anh ta còn tốc biến, anh ta nhảy được vào người Double Leap, nhưng ngay lập tức sau Hu có mặt ở đây và đã bắt buộc bên phía Team Sunil phải dùng hai phép hỗ trợ. Chiêu cuối đã đủ rồi, đó là sát thương cuối cùng đến từ Uzi và chiến công đầu dành cho Angie. Spankeren còn một máu nữa và anh ta cũng nằm luôn double kill cho Uzi, và Double Leap cũng nằm luôn triple kill cho Uzi. Và xạ thủ của Angie lên tiếng một cách dõng dạc. Và trong tình huống vừa rồi, rõ ràng Double Leap và Bioforce khi mà họ muốn đi ra khu vực gần tấn công MLG thì đi ra một góc bị khép góc hoàn toàn đến từ cả ANG, sự thiếu liên lạc đến từ 3 thành viên của TSM. Họ muốn khép góc Alice và đi ra, và hãy nhìn đây, một góc tấn công không lợi một tí nào dành cho cả hai người này cả. Trước hết bị ké máu đến từ cả Bioforce lẫn Double Leap rất nhiều, và khi dựng tối kiên cường lên thì lượng máu không còn đủ, và rất bất ngờ trong những pha đánh thường đến từ Uzi. Cú quy này khi đối phương đã đứng yên được tại chỗ rồi thì rất dễ hiểu, nhưng cách mà anh ta tấn công Double Leap ở phát đánh thường cuối cùng là một điều cực kỳ ghê. Quy trúng và thêm cái phát đánh thường, và thật ra bây giờ thì đó đã là khoảng cách cực kỳ khổng lồ khu vực dưới khi mà 3 điểm hạ gục. Wow, chúng ta được thấy tao hợp kiếm ở phút thứ 11 chăng, khi mà anh ta vừa rồi có búa gỗ trong người, nhưng anh ta dừng lại đó, và nên nhớ rằng Mana Moon sớm vẫn là khỏe hơn rất nhiều. Và Mana Moon sẽ có rất sớm. Tôi chờ đợi rằng trong 5 phút sắp tới TSM phải làm được một điều kỳ diệu nào đó, chứ khoảng cách này là rất lớn. Bây giờ bởi vì khoảng trống nó được tạo ra ở đường dưới, sau khi kiểm soát một chút xíu lực lính nữa thì sẽ có ngay những tình huống di chuyển đến từ bên phía của Uzi để có thể lấy thêm được những cái trụ tiếp theo dành cho bên phía Angie. Và đây,
Ngay lập tức Mata được giải phóng, di chuyển ra khu vực đường giữa, hỗ trợ thêm sức ép cho Sahu và sẵn sàng đe dọa trụ một đường giữa của Becksen. Với việc ba người đi vào khu vực bùa xanh, tiếp tục đó là phát hiện ông bùa xanh. Thật ra trước đó Anjian họ biết thời gian và kiểm soát hoàn toàn nửa dưới của bản đồ. Bắt đầu tiên mới đó là con rồng lửa. Còn ở khu vực đường dưới này thật ra đó là không có bất kỳ cơ hội nào dành cho TSM cả. Nếu rồng được kiểm soát dành cho AG, lượng sát thương gia tăng, tấn công tốt trong khoảng thời gian ban đầu thì là tiếp tục gây áp lực dành cho TSM khi mà khả năng những lính của họ thật ra là không thực sự tốt tí nào cả. Năng lượng sẽ không có nhiều cho Hauser, nhưng đó là đường mà Liverpool chỉ cần thi đấu hòa mà thôi. Nhưng hiện tại ta đang thua khá nhiều. Có lẽ như Hauser sẽ là cái chỗ dựa về mặt thế trận dành cho bên phía của team Solomid. Nhưng vấn đề là ở meta này, Jay thực sự bạn có thể thắng đường với kèo Bobby. Jay thực ra Jay trở lại là để thắng cái kèo này. Cái kèo mà Bobby đánh với lại Jay là Bobby đánh không được, bởi vì lên trang bị cũng rất khó khi mà kiểu trang bị mới của Jay hoàn toàn là lên xuyên kháng phép, xuyên giáp. Nhưng mà việc mà không thực sự mạnh ở trong những pha kéo máu cũng như là lượng sát thương rất hạn chế khi mà bạn lao vào. Chỉ cần các bạn hãy chú ý rằng bên phía của ANG có hai cái kiệt sức, thì những tình huống mà chuyển dạng búa lao vào của Hauser sẽ cực kỳ khó khăn để đạt được hiệu quả. Thật ra anh ta lao vào nhiều khi anh ta mới chính là người nằm xuống chứ không phải đối phương. Còn bây giờ việc mà khu vực đường giữa bị kiểm soát mắt hoàn toàn bắt buộc cho Spagran phải có mặt rất nhiều như vậy, và anh ta cũng chẳng vượt trội hơn về lính so với MLG là bao cả. Khoảng cách chênh lệch đó là hơn 10, nhưng hai điểm hỗ trợ và có đầu tiên ban đầu đã thuộc về cho ANG rồi. Vì mà có được trụ thứ nhất khu vực giữa sớm, họ cấm được rất nhiều mắt ở trong khu vực rừng bùa xanh và không sợ bất kỳ tình huống nào Spagran xuống khu vực đường dưới cả. Vì thủy ngục có, lượng sát thương hiện tại của UG là có, và double lift của Balfrost đang là cực kỳ yếu. Và trước đó trong khoảng thời gian khi mà UG chỉ có một nhánh bắn nữ thần thêm là thủy kiếm mà thôi, thì tôi ra nghĩa một vấn đề đó chính là nếu một người chơi Hàn Quốc khi mà họ có được lợi thế khu vực đường dưới sớm thì họ hoàn toàn thể mua thủy kiếm vượt trội so với đối phương. Nhưng vì ba điểm hạ gục khu vực dưới vừa rồi, UG giải quyết hoàn toàn vấn đề và ở phút thứ 11 ta có được Manamun. Sahu di chuyển lên đường trên với khả năng tăng tốc của mình khi có những pha đảo đường và có cả MLG ở đây nữa. Bên phía ANG bắt đầu đẩy nhanh tốc độ nhắm vào những cái trụ Spengren. Dính kén nhện bị chồng CC vào và ta chỉ còn 400 máu, một máu mà thôi, và đó là điểm hạ gục dành cho Sahu. Không hiểu tại sao khi mà Hauser về mà Sven Keren lại đứng lội đến như vậy trong một tình huống cố gắng đứng phòng ngự ở đường trên. Và thậm chí là Hauser dịch chuyển xuống, ngay lập tức anh ta bị đe dọa, phải kêu gọi cả Becksen lên. Nhưng hai người đánh ba cực khó, Becksen phải thanh tẩy tốc biến, bỏ chạy chiêu cuối của Mata tung vào và đẩy lui TSM ra khỏi khu vực đường trên. Với ba người khu vực đường trên kêu gọi thêm cả là Mata và ép được tốc biến thanh tẩy đến từ Becksen, và chỉ mất tốc biến của Lubber mà thôi. Công việc của Lubber hiện tại là chơi an toàn phòng ngự khu vực đường trên, thì bây giờ cơ hội cho MLC khu vực đường giữa để dứt điểm và tắt điện cái ngòi nổ tiếp theo của TSM. Double Leap đã không còn cơ hội. Becksen đang là người có khả năng vượt lên khá nhiều với Siohu và cái lượng trang bị của ta có được, nhưng bây giờ vấn đề không có tốc biến khu vực đường giữa. MLC mà ra Siohu có kiệt sức, khả năng tấn công là cực kỳ dễ dàng dành cho ANG. Còn khu vực đường trên thật ra ta đã nói về việc mà mặc dù là Jay có lợi thế hơn so với là Lubber, nhưng nếu mà anh ta không nhận nó mắt nữ thần, thật ra là khá là khó dành cho Jay để có thể liên tục tấn công. Bây giờ sẽ là như thế này, bên phía team Summit đang bị dẫn trước 17.900 là 2.200, 2.300. Thì thật ra đây không phải là một cái khoảnh khắc, một cái khoảng cách mà không thể giải quyết được. Vấn đề là liệu UG sẽ tới khi nào anh ta rời khỏi khu vực đường dưới để tạo sức ép các đường khác, bởi vì họ rất cần UG rời khỏi khu vực đường dưới sớm hơn một chút xíu để lấy thêm lợi thế cho bên phía ANG, đặc biệt là ở khu vực đường giữa, nơi mà lúc này Becksen vẫn đang farm rất tốt 116 chỉ số lính so với thời điểm phút thứ 14 này. Thì đây, vừa mới nói xong, UG đã có mặt ở đường giữa. TSM ngược lại từ phía của đội chủ nhà phải cố gắng phòng ngự khu vực đường giữa, nhưng tôi không biết bằng cách nào đây để họ có thể phòng ngự được. Siohu vô cùng làm chuyện, nó không trúng vào, nhưng bây giờ Hauser bị giữ lại. Hauser đang đấu tay đôi với lại Lubber và chẳng có lý do gì Lubber phải ngại cả. Sau lưng anh ta là rất nhiều đồng đội. Sahu đã tới, Hauser tốc biến qua tường, nhưng bây giờ anh ta chạy như thế nào đây? Anh ta cố gắng ôm trụ nhưng đã phải nằm xuống.
cái tầm chiêu cuối của Sao Hu quá dài. Bây giờ Looper bị tấn công bởi trụ của Bayern Munich, ta đã phải nằm luôn 1-1. Uzi có mặt ở đây và đang nhắm vào double clip của làm chuẩn không thành công của Sao Hu. Và TSM đang bỏ chạy về Bayern Munich, rất tốt ngăn chặn chiêu cuối của Mata. Double clip dính kén nhện và double clip vẫn bắn được. Anh ta có điểm hạ gục, Bexen là người có điểm hạ gục đó. Và TSM đang cố gắng tìm kiếm những điểm hạ gục tiếp theo. Họ có cơ hội, trụ của họ vẫn còn, đường lui của phía Anji rất dài. Thủy ngục trúng vào Bexen giúp cho AG thoát về. Cả ba người đều rút lui người trở về thành công, nhưng trước đó Looper nằm xuống khi anh ta thấy rằng không đủ sát thương đến từ Siohu. Trong tình huống khu vườn trời này, Hauser phản ứng tốt với khu kiên nhận của đối phương, thoát khỏi tầm gần như tối đa của kiên nhận để kiên nhận cực kỳ chính xác đến tầm AG. Còn Hauser thì chắc chắn phải nằm rồi. Nhưng điều đáng tiếc cho AG chính là Looper khi mà lao vào quá sâu như vậy, dính tóc miếng thêm cái gì của Quy đến từ Palfrost và vẫn phải nằm xuống còn đây. Trong tình huống mà đã lao lên quá cao đến tại MLG, do đó PSN trừng phạt được sai lầm của người đi rừng Angie này. Nhưng đồng đội của anh ta thật ra vô cùng yếu vì double leap. Để double leap khỏe hơn, đã có đủ lượng sát thương giúp cho PSN đủ tự tin lao lên. Nhưng mà ít nhất trong tình huống vừa rồi thì TSM Huề, và khi bạn ở vào thế yếu hơn như thế này, mỗi tình huống trao đổi từ Huề cho đến Lời thì cái giá trị của nó được tăng lên rất là nhiều cho đội đang ở thế yếu đó. Và TSM làm được điều đó. Ở trong tình huống vừa rồi họ có được 2 điểm hạ gục, thì một điểm quan trọng, rất quan trọng đã thuộc về bên phía Bexen. Và vừa rồi anh ta cũng có được cái mùa xanh đầu tiên của mình ở trong trận đấu này, vẫn sẽ phòng ngự được. Nhưng đây là điểm mà chúng ta nhận thấy rằng bên phía của Angie họ không giỏi trong việc là snowball. Bởi vì nếu như là một đội có khả năng snowball tốt hơn, cái khoảnh khắc mà cái trụ một đường dưới bị mất sớm như thế hồi nãy, thì bây giờ đã phải là 2 trụ là ít nhất, hoặc là 3 trụ rồi. Nhưng mà sau khoảng chừng gần 10 phút, Angie vẫn chưa có được cái trụ thứ hai. Thật ra việc Angie làm tốt chính là việc cắm mắt ở rừng đối phương, phát hiện xem rừng đối phương như thế nào và đi đường. Thật ra không quá tệ đến từ tất cả mọi vị trí. Nhưng thấy rằng với việc mà khi thời điểm mà không có tốc biến và thanh tẩy ở tầm PSN, và bỗng nhiên Uzi ra khu vườn giữa, tôi nghĩ rằng một cơ hội cho họ để tiếp tục gia tăng khoảng cách ra khu vườn giữa với kiến nhận tung ra chừng chuẩn xác và phía sen mà thôi, thì cái trụ này gần như chắc chắn thuộc về Anji. Nhưng không, họ đi lên khu vườn trên vì một đội Trung Quốc và họ quá ham những điểm hạ gục. Họ thích điểm hạ gục hơn là việc có được những mục tiêu lớn, thì họ thích dùng cái cách mà tấn công đánh nhau rất nhiều để tận dụng lợi thế đánh nhau như vậy và tìm cái điểm hạ gục và lấy điểm hạ gục làm lợi thế. Nhưng không, trao đổi ngang bằng, thu lượng máu, không có được trụ thứ nhất khu vườn trên và không ăn được luôn cả trụ thứ nhất khu vườn giữa. Và đó là lý do tại sao mà các đội Trung Quốc rất khó để có thể trở thành số 1 thế giới khi mà bạn không hoàn thiện được cái mảng chiến thuật. Giao tranh thì không còn gì để nói nữa, khi mà một giải đấu mà đặt rất nặng khả năng giao tranh tốt thì chắc chắn là họ đánh tốt kỹ năng rồi. Nhưng mà bạn phải lấy được mục tiêu nữa kìa. Và chúng ta thấy rằng Angie vẫn đang cố gắng bị cuốn theo những tình huống điểm hạ gục. Pha này họ sẽ có điểm hạ gục. Looper là người hạ gục được Hauser. Nhưng mà phải lấy trụ, đừng về như vậy. Và ta đã lấy được cái trụ thứ hai khu vườn dưới thì ở đường trên, cái khoảng trong double clip từ nãy giờ người ta tấn công liên tục, chúng ta đi tìm. Nghĩa là đồng đội của ta là mục tiêu bị nhắm đến và đồng đội của ta bị tấn công thì người ta đi tìm cái khoảng trống lộ ra. Và lính hiện tại đang không thua so với lại Uzi quá nhiều và đã có được đầy đủ lưỡi hái rồi, thì đồng nghĩa việc lượng tiền của anh ta cũng không thật sự là chênh lệch. Và chúng ta thấy tình huống vừa rồi nó dở đến như thế nào. Lấy được một điểm hạ gục xong phải mất cái dịch chuyển trở lại lên khu vực đường trên để phòng ngự, và cái lợi của cái điểm hạ gục đó nó chẳng thêm được bao nhiêu cả. Đúng là họ hạn chế được cái khoảng cách giữa Hauser và Looper, nhưng trụ mới là quan trọng ở trong thời điểm này dành cho bên phía của Angie. Họ phải lấy được trụ một đường giữa, nó chỉ còn khoảng chừng 4 phát bắn nữa thôi. Dồn đội hình lại, kiểm soát mắt ở hai bên cánh và lấy trụ đường giữa, dùng cái khả năng nuôi sao của Orenson của Sao Hu đẩy vào đường giữa để có thể lấy trụ. Angie rất cần điều đó. Thật ra ta đã thấy được cái khoảng cách đó là 2.000 tiền xuất hiện, phải nói rằng từ phút thứ 9 của bán đấu rồi. Và nó không tăng lên. Và sau 8 phút thi đấu, đúng là có được rồng nhưng nó không tăng lên về lượng tiền vì họ chỉ kiếm điểm hạ gục mà thôi. Và trong cái khoảng thời gian đó khi mà TSM bị hạ gục thì họ đi tìm kiếm lại những chiến sĩ lính được để ở các đường. Và phần nào đó vẫn giữ cái khoảng cách tốt khi mà PSN hãy nhìn. Chúng ta biết rằng mình nên làm gì. Đối phương mắc sai lầm thì mình tấn công, dứt điểm đối phương. Còn nếu đối phương đi tìm kiếm các vị trí khác thì hãy cố gắng có được càng nhiều lính càng tốt để vẫn có đủ lượng sát thương để hỗ trợ đồng đội mình tối đa. Đây rồi, nói hoài nói mãi thì đã tới lúc mà Angie bắt đầu hướng về khu vực đường giữa.
Looper đang đi xuống dưới, nhưng tôi nghĩ rằng 4 người là tạm đủ để cho bên phía ANG có thể lấy được cái trụ một đường giữa này. Như đã nói, nó còn rất thấp máu. Chỉ một đợt lính, dùng Aurelion Son, dùng kỹ năng Aurelion Son, dùng những vòng sau đẩy đối phương ra để lấy được cái trụ này là điều mà ANG cần làm. Và họ đang làm điều đó, họ đang tập trung lại. Nghĩa rằng với bộ đỏ hiện tại của UZ thì chỉ cần một phản ánh thường thôi là có thể cộng thêm lính tấn công vào đã đủ giữ được cái trụ ở khu vực đường giữa, khi mà mới phút thứ 19 của ván đấu đã có được tao học kiếm thêm cái là mana win. Cái lượng sát thương này chẳng có bất kỳ một vị trí nào chống chịu được cả, thêm là bộ đỏ trên người của UZ nữa. Cái trụ này chắc chắn đã có dành cho ANG. Những cái khoảng trống thì TSM cũng đi tìm kiếm được cái trụ đầu tiên của mình, thiệt ra họ cũng không quá lỗ. Điều của họ hiện tại đó chính là bị mất trong chiếc khu vườn giữa, thì cái khoảng trống tầm nhìn nó hiện ra hoàn toàn. Và Mata cộng với ANG có cơ hội đi vào đường đối phương kiểm soát tầm nhìn. Và bây giờ thì đánh theo kiểu mà cơ bản lắm cũng được, ăn xong trụ đường giữa thì lao lên đường trên lấy trụ cũng được luôn. Nói chung là nó nhìn nó không có cầu kỳ hoa mỹ lắm, nhưng đánh kiểu vậy cũng được. Bây giờ xong trụ đường giữa, kéo nhau lên đường trên ăn trụ, thì xong ba cái trụ ngoài sẽ là rất dễ dàng dành cho bên phía Royal. Nó từ nãy giờ double lift, anh ta cứ đi tìm đường nào đối phương không có bất kỳ một người nào, anh ta xuống ăn lính để có thể gần như bắt kịp thời gian và muốn kiểm soát vào đó nữa dưới bản đồ để tìm kiếm được cái trụ đầu tiên dành cho TSM và sẽ kiểm soát được những đợt lính tấn công ở khu vực đường giữa. Nhưng bây giờ bắt buộc phải lui về rồi. Phía Sen gặp tí nguy hiểm khi mà có khá nhiều người của ANG ở đây. Trước đó thì anh ta dùng được chữ E của mình trừng phạt, không phải trừng phạt, nghĩa là tấn công và cướp được con bùa đỏ trước mặt 4 thành viên của ANG. Đó là điều cũng khá bất ngờ khi mà UZ không ăn được. Bây giờ thì ANG như đã nói cần cụ thể hóa lợi thế thành những cái công trình. Đây là điều mà họ cần làm để nới rộng khoảng cách về tiền. Họ có cơ sở để làm điều đó bởi vì đội hình này của họ cho phép họ tấn công trụ rất tốt với Aurelion Son. Tầm hoạt động, tầm kỹ năng để có thể đẩy đối phương ra khỏi trụ là tốt. Ezreal tam hợp kiếm cũng là một lựa chọn để bạn tấn công trụ cực kỳ tốt ở giai đoạn phút thứ 22-23 này. Nhưng họ không làm được điều đó, họ vẫn làm điều đó một cách rất là tệ. Sau 21 phút thi đấu với lợi thế 3-0 của xạ thủ mà tới thời điểm này mới chỉ có 2 trụ mà thôi, thì ANG đang để cho TSM có quá nhiều thời gian để tăng tiến sức mạnh. Hãy nhớ rằng đội hình của TSM tăng tiến sức mạnh, tôi nghĩ rằng tốt hơn so với lại bên phía của ANG. Thì mỗi phút mà ANG không lấy được thêm những cái trụ của Team Soulmate là mỗi phút mà cơ hội của họ sẽ giảm dần đi, lợi thế của họ sẽ teo bớt lại. Thật ra ANG hoàn toàn có thể bỏ trụ nhất khu vườn dưới và đó là trụ nhất khu vườn trên, khi mà được tính vừa rồi Looper phòng ngự và có thể kêu 3 người được khu vườn trên. Và với 3 người thật ra khả năng đẩy là tốt hơn đến từ ANG trong khả năng mà lượng sát thương của họ đang được để khá cao như vậy bây giờ. Rồi, Looper bị tấn công và ta dùng chiêu cuối cố gắng câu giờ tốc biến qua tường và thoát đi được. Nhưng nguồn tài nguyên mà anh ta phải đầu tư trong pha vừa rồi là rất nhiều. Và 20 giây rồng ra thì Looper mất tốc biến, mất luôn cả chiêu cuối. Nhưng TSM cảm nhận như họ sẵn sàng bỏ con rồng để họ cố gắng tìm kiếm lại cơ hội sức mạnh. Nói ra con rồng thứ ba đó là con rồng đất. Nó không giúp cho ANG tấn công mạnh hơn trong những pha tranh. Nhưng cảm giác là bắt buộc phải có mặt ở khu vực hang rồng để sẵn sàng trong pha giao tranh, vì các thành viên của ANG cũng không có mặt ở hang rồng để sẵn sàng trong tình huống mà đối phương đứng sai vị trí là ăn ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng đây đó là thời điểm mà bên phía Team Soulmate có thể đánh được ở trong con rồng này. Nhưng mà họ hình như vẫn đang chủ động bỏ. Họ vẫn đang muốn cho Double Leap có được khoảng trống để có thể farm được. Nãy giờ bên phía Team Soulmate họ biết cái ý định của bên phía ANG là luôn luôn tìm cách giao tranh để lấy điểm hạ gục, thì Double Leap luôn né khỏi tất cả mọi điểm nóng. Bây giờ xác định rằng khi rồng ra thì khu vực nửa dưới bản đồ là điểm nóng. Double Leap ngay lập tức chạy thẳng lên khu vực đường trên tìm khoảng trống để có thể farm được, né tối đa mọi giao tiếp với lại bên phía ANG. Ba rồng nguyên tố được dành cho ANG và phải nói rằng hai con rồng đất như là rơi đúng vào điểm không phải là mạnh nhất của ANG trong việc khả năng tấn công mục tiêu lớn. Vì nếu mà họ có được rồng gió hoặc đó là rồng lửa thì phải nói là cái khả năng của họ được gia tăng lên rất nhiều trong việc di chuyển ra các đường tấn công mục tiêu như thế nào. Và MLG thì đó này anh ta lại lên chọn cái kiểu là lên trang bị chống chịu để băng vào đội hình đối phương.
đi cũng khá là thông thường, thường sát thương nhiều hơn Hauser. Hauser lao vào tấn công Sahu và có sự hỗ trợ Sven Gren. Sahu bị hất tung lên nhưng Mata đã tới cung ánh sáng của Uzi đã hạ gục Hauser và Sahu vẫn đang liên tục quay sau và tấn công Sven Gren. Anh ta vẫn còn rất nhiều máu nhưng Mata thì không còn nhiều máu nữa, đã phải nằm xuống một đối một. Tốc biến qua từ kẻ nhảy trúng qua double limp nhưng chẳng ai follow up hay MSC cả. Anh ta buộc phải đánh đu lên cố gắng câu giờ đợi đồng đội và bây giờ Uzi đang bật được và Uzi có điểm hạ gục thứ tư của mình ở trong trận đấu này, thứ năm rồi chứ, và Uzi vẫn đang bắn. Anh ta xin chuyển cổ họng lên. Sahu mới là người dứt điểm bên phía đối phương nhưng Uzi đã bị tắt điện bởi Bexen và Lupper cũng nên rút lui trong tình huống này bởi vì anh ta có khả năng bị làm choáng bởi đánh ngất ngư. Anh ta đã bị làm choáng và double kill dành cho Bexen. Anh em hy vọng của Bắc Mỹ và TSM là đây với cái tên người Đan Mạch khi mà anh ta đang giúp cho TSM giữ lại hy vọng của mình của việc với lượng sát thương khổng lồ mà ta nghe ra. Vì bạn thực ra hãy nhìn double clip, ta dính kén nhện từ đối phương, anh ta dính hơn tung với việc tóc biến và hồ máu vẫn luôn còn ở đó. Cú chiêu cuối trên cái tuyệt vời của Uzi khi đoán được về đến từ Hauser như một pha đánh kéo dài và phía Sen gây một lượng sát thương phải nói là cực kỳ nhiều khi ta tóc biến lên từ đầu. Còn double clip thì lượng sát thương của anh ta cũng cực kỳ là hạn chế, bị kén nhện đến từ Uzi không tấn công được quá nhiều nhưng phía Sen có một lượng sát thương khổng lồ trong pha đánh khi liên tục cho mục tiêu chính xác Uzi kéo được rất nhiều lượng máu. Sau đó thì double clip vẫn phải nằm xuống nhưng có rất nhiều điểm hạ gục nó thuộc về cho phía Sen. Khả năng snowball của Anji xin nhắc lại là vẫn quá kém. Cái con số 2000 nó vẫn tồn tại từ nãy đến giờ và nó không hề được nổi dài thêm một chút xíu nào cả cái lợi thế của bên phía Anji. Và đã tới thời điểm mà Rise của Bexen đã có đủ tiếng nói ở trong trận đấu này rồi, bởi vì anh ta đã hoàn thành xong quyền trưởng đại thiên sứ, đã tích đủ gần như là đủ điểm 9 rồi, 9 trên 10 điểm của trưởng trường sinh và sẵn sàng hủy diệt bên phía của Anji với bất kỳ một sai lầm nào mà đội đến từ Trung Quốc sẽ có thể mắc phải. Nhưng Anji hiện tại thật ra họ đang vẫn có những cái điểm mạnh với việc tất cả những điểm hàng gục thật ra đang dồn khá nhiều vào Uzi thêm cả là Siho. Hai người khả năng tấn công tốt nhưng mục tiêu họ đánh bản đồ quá kém. Chính xác là như vậy, thật ra điểm yếu lớn nhất mà lại được cộng dồn thêm vào con rồng đất đó chính là không ai khoan đã, có pha đánh người xuất hiện. Cú thủy ngục của Mata được né rất dễ dàng bởi Sven Gren. MFC tung ra cú kén nhện quá trễ và họ không còn lợi thế nữa. Đây chúng ta thấy rằng họ đang đẩy đường trên đối phương, đẩy đường giữa MSG và đồng đội, quyết định rằng chúng ta sẽ phải đánh nhau ở đường giữa và họ bỏ mặc cái tình huống đang ăn trụ và chạy về đường giữa để tìm kiếm giao tranh. Nói chung là khả năng mà cụ thể hóa cái lợi thế của ANG đánh cái kiểu này vào sau gặp các đội Hàn Quốc lại một lần nữa thì chắc là cũng khó. Tôi nghĩ rằng hiện tại cơ hội của họ vào cũng không thực sự rõ ràng. Đúng là lợi thế có nhưng bây giờ PSN vẫn thoát được chiêu cuối từ Mata và chẳng có nguy hiểm gì cả. Anji cứ nãy giờ chạy lòng vòng để cố gắng tìm kiếm những pha giao tranh và họ luôn luôn để những khoảng trống. Hồi nãy thì double clip là người được thả đi farm, bây giờ tới lượt Hauser đang được thả đi farm. Anh ta đang dẫn trước tới 40 chỉ số lĩnh so với lại Looper. Việc kiểm soát bản đồ của phía Anji quá tệ. Bây giờ đây là phan Baron, đây vẫn là 50-50 nha. À không, hai rồng đất thì rất nhanh. Đâu rồi Sven Gren? Rồi thôi, mất Baron rồi. Và Sven Gren bị ủi dính tường, anh ta bị xóa khỏi bản đồ với sức sát thương đỉnh từ 4 thành viên của ANG. Cuối cùng thì lợi thế lớn dành cho ANG đã có rồi, đó là con Baron. Pha tốc biến lên làm chậm double clip bị bắt và double clip không còn nữa. ANG hãy làm gì đó tiếp đi, hãy đẩy thẳng vào đường giữa đi, bởi vì cơ hội để dứt điểm trận đấu đang nằm trong tay của họ. Thật ra đường giữa nếu họ muốn vẫn lấy được chỉ có 3 người đã tấn công mà thôi, lính vẫn đang đợi lên và kêu thêm cả đó là Siohu cùng với Looper xuống vùng phòng ngự. Liệu có tấn công được Hauser hay không? Câu trả lời là được khi mà bây giờ Looper quản đây rồi. Và Hauser khó mà thoát được pha này. Sahu đã tới. Hauser không còn tốc biến, bị làm choáng, bị đẩy vào tường và sẽ phải nằm. Đó là Sahu với điểm hạ gục thứ 13 cho Anji. Và trong cái khoảng thời gian đó thì có luôn cả trụ thứ hai ở khu vực đường giữa. Phía Sen đứng đợi cái gì đây? Tôi không nghĩ là anh ta đủ sức dứt điểm thành công được Looper một mình. Gần như là không thể. Và bây giờ có ông Baron với việc có hai bộ lại động đất. Svengaren và đồng đội của anh ta không nghĩ rằng Anji sẽ ăn con Baron vì trong cả hai lần đi ra tốn rất nhiều thời gian và thêm cái chiêu cuối của Mata. Nhưng Anji phải nói rằng đội Trung Quốc thì vô cùng mạo hiểm trong việc rằng dứt điểm con Baron và họ biết rằng mình có lượng sát thương lớn. Hai rồng đất là một cái, nó sẽ đẩy cái tốc độ ăn Baron của bạn lên tới tôi nghĩ rằng hơn 30% nữa, tức là nó giảm 1/3 thời gian bạn cần để ăn Baron.
trong những tình huống mà đội của bạn có sát thương một mục tiêu kiểu như là Elise và Ezreal như thế này, thì bây giờ cái hy vọng của bên phía Team Sunweb thực ra vẫn còn luôn chênh lệch về tiền hiện tại là khoảng chừng 4.000, 3.600, 3.700, 4.000 gì đó, thì Bexen vẫn có thể đánh được. Nhưng vấn đề là dàn hỗ trợ của bên phía Team Sunweb sẽ làm được gì cho những tình huống mà Bexen cần phải có dàn chặt. TSM, wow, tiếp nhận là trúng cái double lift nữa, sát thương là khá nhiều đến từ Siohu. Và cái trụ này sẽ không còn nữa khi mà năng lượng của Hauser, anh ta phải đứng lui về. Wow. Và Sven Kren đã bị kéo khoảng chừng 1/3 máu của mình, may cho Tam rồi cũng thi ngục không trúng, trúng là chắc đi bụi rồi. Hauser tung ra một combo cầu sấm cổng gia tốc và mất quá nhiều năng lượng. Angie đang cầm bùa lợi Baron của mình đứng ở khu vực đường trên và chờ đợi việc đẩy thẳng vào trụ 3. Chỉ trúng vào con xe to mà thôi và sẽ không thể nào kéo được máu khi mà khả năng phòng ma ta là cực kỳ tốt. Như cú Lubber tung ra, nó không trúng vào biển sen nhưng nó có được đủ thứ ba người trên. Và họ cuối cùng thì anh đã dùng đúng cái bộ kỹ năng của mình để đẩy đối phương ra để tấn công vào những mục tiêu, nhưng chưa dứt điểm được cái nhà lính và bị kéo máu khá là nhiều. Nhưng họ lại tràn vào một lần nữa, đã xong cái nhà lính đường trên và TSM đang bị đẩy thẳng vào trong căn cứ của mình. Double lift lướt thẳng lên, Lubber bị giữ lại bên ngục cổ ngữ, nhưng thủy ngục phía bên này của Mata đẩy lui Team Tulumit. Chẳng thế nào tấn công với chiếc điện thoại cầu được Lubber cả khi mà sự hỗ trợ từ phía sau là quá nhiều. Và rốt cuộc thì Angie một lần và họ đã có được một sự chắc chắn và an toàn, không cố gắng tấn công đối phương để tìm kiếm những điểm hạ gục và đã có được một đường trên. Bây giờ các khoảng cách đã gia tăng lên con số 6.000 tiền, đó là con số đủ để bạn kết thúc ván đấu kết hợp với lại bùa lợi Baron. Khi mà cái lượng trang bị, hãy nhìn vào hai vị trí đến từ Uzi và Siohu, đó là khoảng cách chênh lệch giữa Uzi và Double Leap khá nhiều, khi mà Double Leap gần như sẽ không thể nào được bắn. Và anh ta có bắn thì cũng chẳng có tác dụng gì cả trong cái thời điểm phút thứ 30, và trang bị của anh ta chỉ dừng lại ở việc là kiếm Mayumu và điều đen. TSM đang cố gắng tìm kiếm con rồng đầu tiên của mình và ngăn chặn Angie có được con rồng đất thứ ba, nhưng thất bại rồi. Sven Kennedy buộc phải tốc biến bỏ chạy. Uzi quyết định rằng chắc cú quay lại hang rồng với đồng đội của mình trước đã. Và ba rồng đất, tức là mỗi phát đánh thường của Uzi vào trụ chắc là cũng phải tới 400 máu quá. Anh ta có một lượng sát thương bây giờ là khổng lồ khi mà cái kỹ năng trang bị của anh ta không phải gia tăng băng giá và có huyết kiếm để đảm bảo sự an toàn tối đa cho bản thân của mình. Vấn đề là thời gian Angie sẽ triển khai như thế nào khu vực đường dưới mà thôi. Đường trên lính đang đẻ vào, thật ra Hauser phòng ngự lính cấp không dễ dàng cho lắm khi mà cái kiểu sẽ không lên trang bị dẫn nước mắt nữ thần nâng cấp lên Manamun và Muramana. Nó bây giờ người ta đánh thường vào phải dùng chiêu thức và tốn rất nhiều năng lượng và thời gian. Còn Uzi với hai bùa trên người, với khăn giải thuật đã có, với tốc biến với thêm cái lò hồi máu, câu hỏi đặt ra là anh ta đầy dịch cũng có học lên. Và Sven Kren buộc phải đầu hồng về, không thể nào có thể mà gây bất ngờ. Hồi nãy họ tính đứng trong cái bụi đó, Uzi mà đi lỗi vào bụi là ngay lập tức Sven Kren và Baxen sẽ dồn sát thương vào. Rất tiếc là cơ hội của họ không còn, và họ TSM mất cái trụ thứ 7 của mình ở trong trận đấu này. Hạt giống số 1 Bắc Mỹ đang đứng trước nguy cơ và nó sắp trở thành hiện thực rồi, là phải rời giải sau vòng bảng. Trụ thứ 8 mà Angie có được, hai đại diện Bắc Mỹ đã bị loại rồi. Bây giờ cái nhà bạn Vian Bioforce, Bioforce còn 100 máu, anh ta tạm thời thoát đi được. Phía bên này Sven Kren lao vào Bexen. Bexen đang cố gắng làm hết sức có thể và làm được rất tốt hai điểm hạ gục cho đội Team Solomid. Điểm hạ gục thứ ba đó là Uzi và sẽ là pha quét sạch dành cho TSM. Bexen phải nói rằng cái tên này đã đảo chiều hoàn toàn khi mà chiêu cuối của anh ta đã thể hiện cái sự thay đổi đến từ Rai khi mà ta có mặt từ phía đằng sau. Anh ta không đánh vào dàn chống chịu của Angie bởi vì là hai vị trí Lubber thuộc MLG, nhưng cú chiêu cuối anh ta ra đằng sau và hãy nhìn, anh ta dứt điểm rất dễ dàng, đó là Mata và cái lượng sát thương chia đều ra, và Uzi cũng không thể nào chọn mục tiêu được cả vì việc mà một người nằm xuống là Paracross thêm cái là Smegaren, nhưng ngay sau đó một lượng sát thương khổng lồ dồn vào và PSN đang giúp cho niềm hy vọng của NA phải nói rằng nó như rất nhỏ nhưng nó vẫn còn đang nằm ở đó, và cái khoảng cách nó được rút lại đó là con số 4.000 tiền mà thôi, đã được rút lại rất nhiều rồi. Và 45 giây nữa thì Baron ra sẽ là cơ hội tiếp theo dành cho Team Solomid để có thể giữ lại hy vọng của mình một cách chắc chắn hơn. Nhưng họ phải chú ý rằng cái thời gian mà bên phía Angie ăn Baron, nếu như bình thường bạn có thể tính được
Tôi nghĩ là các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể tính được thời gian đối phương Baron là khoảng chừng 7, 8, 10 giây gì đó. Thì mỗi lần mà TCM tính thì họ nên trừ bớt khoảng 30% cái thời gian Baron của đối phương để có thể chắc chắn rằng mình tới kịp. Bởi vì ba rồng đất xin nhắc lại một lần nữa, và Uzi đã là 5 món trang bị rồi, không thể nào để cho bên phía Angie ăn Baron một lần nữa, bởi vì một lần nữa là TCM hết hy vọng. MSG bị làm choáng nhưng sau lưng anh ta có Uzi và khẩu đại pháo này đang bắn liên tục. Svengren bị bắt lại bởi Looper và Svengren có khả năng phải nằm xuống. Anh ta bị hất tung lên, rớt xuống không còn thấy nữa. Hai điểm hạ gục dành cho Angie và Uzi rất tự tin lao lên. Bifrost đứng che cho đồng đội của mình, nhưng che có nổi hay không đây? Tạm thời là che được, che được cho Bexen và Hauser thoát về. Tới lượt Bexen che lại và Bifrost cộng với Bexen ôm nhau đi về được. Nhưng không còn rừng nữa thì TSM làm sao cạnh tranh con Baron của ván đấu đây khi mà còn đủ cả 4 người của AG. Và ba con rồng đất xin nhắc lại một lần nữa, đó là việc mà tấn công Baron rất dễ dàng dành cho AG. Nhưng họ bắt buộc phải ra để cạnh tranh con Baron. Và hiện tại thì con mắt vẫn còn ở dưới hàng Baron và chưa quét mắt đến từ AG. Thì công việc của TSM là hãy giả bộ chúng tôi không có tầm nhìn, chúng tôi sẽ không đi ra. Bây giờ đó, AG phát hiện thì bắt đầu TSM mới sẽ đi ra đánh. Nhưng có chiêu cuối đến từ Svengren. Bây giờ Svengren sẽ phải có mặt hàng Baron. Sao lại tốc độ, anh ta dùng chiêu cuối không có hầm, anh ta không có hầm, không có hầm ở hàng Baron. Thôi xong, Baron dành cho AG. Nhưng may mắn dành cho TSM chính là nhà lính đường trên đã hồi ngược trở lại, giúp cho họ ít nhất rằng lính đường trên sẽ có khả năng đẩy ngược trở lại. Còn đường dưới thì đang đẩy rất nhiều để cho AG phải mất một khoảng thời gian ngắn để phòng ngự và tích tụ thêm trang bị đến từ phía Sen, và các khoảng thời gian hồi tốc biến của ta sẽ có vừa kịp. Còn đây là pha thi đấu, Firefox đã làm được như mọi thứ có thể nhưng đối phương tấn công hết tất cả và Svengren Looper chống chịu vừa đủ, mặc dù ta vẫn nằm xuống. Những sát thương đến từ TSM là không thể nào đủ khi mà Doublelift đã phải nằm xuống một lần nữa quá sớm tình huống vừa rồi. Bây giờ với bùa lợi Baron lần 2 ở trong trận này, Angie sẽ lại một lần nữa gõ cửa nhà của team Solomid. Doublelift đừng nên đứng ở như vậy bởi vì anh ta vừa bị đối phương phát hiện ra và buộc phải kích hoạt kiếm Mayumu để bỏ chạy. Rất nguy hiểm, farm rừng ở thời điểm phút thứ 36 này trước mặt của đối phương. Bây giờ hai cửa của bên phía TSM không có trụ ba bảo vệ, Svengren bị dính kén nhện. Uzi chỉ đơn giản nhảy E tới W đánh thường được hai cái và đó là gần 1000 máu biến mất. Đã có cung xanh đến từ Uzi rồi và chuẩn bị nâng cấp trang bị tiếp theo khu đường giữa. Cơ hội tấn công dành cho Angie, chứ cuối Looper tung ra để đẩy vào ai đây. Chỉ đơn giản là dùng làm một mối đe dọa để cho đồng đội của mình phá trụ, và lập tức sau hôm cũng làm được điều đó với những cái vòng sau của mình. Bexen dùng chiêu cuối, Svengren đứng vào giữa đội đối phương nhưng Bexen không ra được và Svengren không đủ sức chống chịu. Anh ta đang cố gắng bơi về, còn 400 máu bơi về được. Bexen đang tấn công MSG nhưng MSG đã có giáp thiên thần rồi và Uzi đang bắn liên tục. Double kill dành cho Uzi, Doublelift cũng nằm xuống. Triple kill dành cho Uzi đang tìm kiếm cú quách ra kill mình và Bexen nằm xuống không có quách ra kill dành Uzi bởi vì MSG là người dứt điểm. Svengren là người duy nhất của team Solomid còn lại trên bản đồ và tôi không nghĩ rằng anh ta còn cơ hội quát ra kill dành cho Uzi. Và đây cũng là tình huống quét sạch, cũng là tình huống chấm dứt mọi hy vọng của team Solomid. ANG tiến vào vòng tứ kết chung kết thế giới 2016. Thất bại trong hai trận đầu tiên của ngày, thể hiện một mặt cực kỳ thất vọng. Nhưng đến lúc cần thì rõ ràng ANG họ vẫn giống như EDG. Trong trận đấu cuối cùng tìm chiếc vé vào vòng sau thì cả hai đều đã làm được, đó là có mặt ở vòng tứ kết với đại diện số 1, số 2 của Trung Quốc.